Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức hàng ngày trên kênh TCT. Hôm 14 tháng 12, nhà chuyên giáo Franklin Graham cảm thán rằng ông biết ơn tất cả những gì Tổng thống Donald Trump đã làm cho người dân Mỹ trong 4 năm qua, những con người ở xứ sở của sự sống và sự tự do. Mục sư Graham đăng trên Facebook, mọi người đã hỏi liệu tôi có thất vọng về cuộc bầu cử hay không, Tôi trả lời, tôi biết ơn Chúa vì trong 4 năm qua, Ngài đã ban cho chúng tôi một tổng thống bảo vệ tự do tôn giáo và cuộc sống của người dân, thậm chí là bảo vệ cả sự sống của những đứa trẻ sơ sinh. Tổng thống sẽ duy trì điều này khi ông bổ nhiệm thẩm phán của tòa án tối cao và các tòa án khác, những người sẽ tôn trọng hiến pháp và mang lại cho quốc gia một nền kinh tế mạnh mẽ trong vai trò chủ tịch của tổ chức từ thiện viện trợ quốc tế Samaritan Pearls. Mục sư Graham cầu sự hòa bình ổn định toàn cầu. Vì vậy, nhà chuyên giáo tiếp tục rằng, ông biết ơn một tổng thống đã tăng cường sức mạnh và hỗ trợ quân đội, biết ơn một tổng thống đã đứng ra chống lại đầm lầy và nạn tham nhũng ở Washington, biết ơn một tổng thống đã ủng hộ luật pháp, tăng cường cảnh sát đảm bảo an ninh trật tự cho chúng ta. Vị giám mục nói thêm, tôi biết ơn một tổng thống và một phó tổng thống đã nhận ra tầm quan trọng của việc cầu nguyện và niệm pháp danh Chúa Giêsu. Về lựa chọn vị Tổng thống tương lai cho nước Mỹ, vị giám mục dõi theo đến cuối mùa bầu cử. Ông nhìn lại với một trái tim biết ơn và cảm ơn Chúa, cho dù đã có những việc không tốt xảy ra. Mục sư tin tưởng rằng Tổng thống Trump sẽ đi vào lịch sử với tư cách là một trong những vị Tổng thống vĩ đại của Hoa Kỳ, mang lại hòa bình và thịnh vượng cho hàng triệu người ở Mỹ và trên toàn thế giới. Đầu năm nay, chuỗi thuyết giảng lớn tại Liverpool của mục sư Graham bị hủy bỏ. Lý do mà quan chức nước này đưa ra là mục sư xem hôn nhân đồng giới là tội lỗi, không phù hợp với chính sách của nước này. Sau đó, người biểu tình đã khiển trách các nhà lãnh đạo yêu cầu cho phép Graham chia sẻ tinh lành ở Vương quốc Anh. Hồi tháng 6 năm ngoái, trong bài đăng Facebook của ông, Graham viết, với hơn 250 lãnh đạo cơ đốc, tôi kêu gọi những người đi theo đấng Chris khắp cả nước, biệt danh Chúa Nhật sắp tới, ngày 2 tháng 6, là một ngày cầu nguyện đặc biệt cho Tổng thống Donald Trump các kẻ thù của tổng thống trump tiếp tục dùng mọi thứ để chống lại ông làm khó gia đình ông và đe dọa vị trí đương nhiệm trong lịch sử của đất nước chúng ta không có vị tổng thống nào bị tấn công nhiều như ông ấy tôi tin rằng niềm hy vọng duy nhất cho ông và cho đất nước này chính là đức chúa trời thời gian thì ngắn ngủi chúng ta cần cầu nguyện để chúa can thiệp chúng ta cần cầu xin đức chúa trời bảo vệ ban thêm sức mạnh thêm năng lực và dẫn dắt ngài tổng thống chúng ta biết chắc chúa nghe và đáp lời cầu xin thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của tct cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo